Rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em trở lại với kênh Vô Tướng Nguyễn bên mình nha. Nay mình xin trên tay giới thiệu nhanh tới anh em. Em Vô bản đặc biệt nha anh em. Em này là bản đặc biệt kỷ niệm 80 năm thành lập hãng Vô ha. 80 năm Anniversary Edition. Với hai tông màu đỏ và đen kết hợp với nhau, nó mang đến sự sang trọng mạnh mẽ và rất là nghệ thuật luôn anh em. Hãng chế tác với bản đặc biệt, bản kỷ niệm 80 năm này, với những đường cắt, những chi tiết cắt xẻ rất là mạnh mẽ. Và điểm nhấn trung tâm là con số 80, logo Jippo và con số 1932 2012 nha anh em. Em nó hàng mới 100%, zin toàn bộ new full box nha anh em. Hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết. Anh em nào có duyên sở hữu em nó, rước về sưu tầm hay làm quà tặng quà biếu cho người thân bạn bè thì anh em cứ gọi mình nha, mình chia lửa tới anh em đam mê toàn quốc. Em này hàng mới 100% full box nha anh em, có hộp riêng của bản kỷ niệm 80 năm này luôn, giấy tờ kèm theo em nó đầy đủ hết anh em, hàng nguyên hộp full box nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, mời anh em cứ ấn nút đăng ký kênh với Bô Tướng Nguyễn ngay bên dưới nha. Tiện lựa chọn giao lưu các mẫu với Bô bên mình. Còn số điện thoại hotline bên mình là 0909 828 779 nha anh em. Số hotline quen thuộc bên mình nha anh em. Anh em cứ gọi 24 trên 24 giờ là mình sẽ sắp xếp có người giao tới anh em toàn quốc luôn. Còn giờ mình xin trên tay giới thiệu nhanh với anh em. Em giúp bộ bản đặc biệt 80 năm này nha. Rất là đẹp nha anh em. Hãng chế tác rất là kỹ với bản kỷ niệm đặc biệt 80 năm này. Em nó đây lộn nha anh em. Hàng zin hết, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. New full box luôn. Zin từ A tới Z, từ trong ra ngoài nha anh em. Em này hàng hiếm nha anh em, không có sản xuất đầy trà đâu anh em. Anh em có nhu cầu xem hình ảnh thực tế em nó thì vô trang Facebook mình, cứ click vô đường link mình để vô mô tả anh em xem. Những đường thiết kế rất là mạnh mẽ anh em, với hai tông màu đỏ đen kết hợp với con số 80 năm, thể hiện một chặng đường phát triển của hãng Jippo ha. Hàng zin hết anh em. Jippo Mỹ xịn bên Jippo Tuấn Nguyễn bên mình thì uy tín với anh em nhiều năm qua rồi ha, anh em yên tâm. Giới thiệu với anh em hàng rất là chất. Hàng full box hết anh em. Em này thì anh em sở hữu sưu tầm hay làm quà biếu quà tặng cho người thân, bạn bè, đối tác công việc cũng rất là hay đó anh em, rất là ý nghĩa. Hàng hiếm nha anh em. Số điện thoại hotline bên mình là 0909 828 779 nha. Anh em cứ gọi 24 trên 24 giờ luôn. Mình soi kỹ với anh em xem ha. Hàng zin hết anh em, new full box luôn. Bản đặc biệt 80 năm Anniversary Edition nha anh em. Rất là đẹp.
rất là độc đáo và ý nghĩa ha. Anh em nào có nhu cầu thử em nói về cứ gọi mình. Mình chia lửa anh em toàn quốc luôn. Giấy tờ đầy đủ nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Chúc anh em luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. An khang thịnh vượng, có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha anh em. Mình xin kết thúc video clip nha. Tạm biệt anh em.